nhiên mà nó dài kiểu dài. Tôi nói sơ nghe là cái đó là này giống cháo mà mình đó, bây giờ tôi mua thử từng giò. Anh cái này phải của mình hả? Lá mít này giống lá mít đó. Lá mít. Lá mít cơ. Mua từ giò thử anh. Mua 3 giò thôi là cỡ 20 triệu chưa chắc được. Đúng rồi, cái giò này này đây thử rồi. Cao lắm á. Nhà cũng đồng quan gì nó mọt. Đúng rồi, đi luôn nhá. Nghe chị cũng chưa từng cái đồng lan rồi. Hả? Chị cũng trồng à? Ồ, chị mới bắt đầu chơi. Chị mới chơi. Chị mới chơi. Em không mua cái chậu đó, không bỏ chịu. Đâu đây một chiều quá à? Ngon à? Ổng gọi 1.3 triệu, nếu mà bán lẻ thì 1.3 triệu mà. Nói chung mà nếu mà chị bắt đầu chơi thì chơi mấy cái dòng này nó cũng khỏe, chứ mà nếu mà chơi lâu á mấy mặt hoa nó bình thường lắm, mấy mặt hoa nó bình thường lắm, bán bình thường không có gì tiền. Nếu mà 1 triệu cái này, cái này 700 ngàn. Nếu mà chúng ta 700 ngàn mấy này thì chắc chiếu chị mua thì cái em này em lấy mối cỡ rẻ ồ mà mấy cái dòng này rẻ lắm. Nếu mà mặt hoa nó đẹp quá thì nó đắt, nhưng mà còn mặt hoa nó bình thường như vậy á thì nó như chị chứ nó rất là rẻ. Nó bình thường nó một xăng vậy đó, cỡ 200 ngàn. Em cũng có nhiều người tôi lấy đồng bào á, cái lại thằng cái lại thùng á. Cái này lấy mối là lấy ở đâu? Dạ đem lấy từ Gia Lai. Từ Gia Lai. Trên dãnh luôn hả? Dạ. Trên dãnh quen hả? Dạ, có quen tới mà. Nói chung mấy cái này thì chị á, chị đi rồi. Này chuẩn bị ra bông phải không? Ừ, ra bông rồi, mấy cái bông rồi còn. Mấy nó ra bông xong rồi đó chị lấy về. Ra bông xong rồi sao? Là mình có mấy cái chỗ nào mà nó chưa ra bông á, chị bôi, chị mua cái kích ki á, chị bôi vô. Kích ki màu xanh. Ừ, màu đỏ màu xanh cũng được, màu đỏ màu xanh gì. Mình bôi vô chỗ nào? Mình bôi vô mấy cái mắt ngủ nè, có mấy mắt ngủ nè. Bôi vô đó là ra ki hả? Rồi đó ra ki để mình kiếm tiết kiệm sau này mình còn giống chơi á. Là xem mấy cây mình chọn những cái cây được quá trời được chứ. Cây đẹp quá anh. Nãy em mua giò bao nhiêu anh? Mua cả xe luôn. Cả xe luôn. 20 triệu. Một xe 20 triệu. Cây nó anh mày nhỉ? Cắt đi cho nó đỡ bẩn. Chơi mà đây cái chỉ cần biết có bông chơi, còn là kích mỗi mắt mỗi cái thì nó ra đều, nhưng mà có cái là tới ba cái bông nó bị diễn ra nó khác ra liền, nó biến dạng lại mà nó nhỏ nữa. Hôm qua nhiều khi người ta muốn bán, ta thấy nhiều cũng muốn bán thì ta làm cái bông nhiều, chứ còn mình tự mình chơi rồi mà mình có nên kích một cái hai cái mà để cho xa ra qua là mỗi cái luôn rồi kích nó công rồi, không mình không có kinh nghiệm đó. Hư cây á, bôi lên. Đẹp quá. Bôi ra đấy nó kẹp nhất. Không thân nó kẹp, nhưng mà ông ấy lấy cái này sức nó phải giả.
được. Cái này về đây là thân này, này bậc nhất cái thân này. Thôi mà thích nhất cái chậu này. 5 triệu nãy nếu mà mua chậu này không 5 triệu là ngon khổ. Em mua bánh mua không cái chậu không được. Cái chậu này không 5 triệu được khổ. Vinh con thích cái này nhất cái này nữa. À. 5 triệu cái chậu này hả? 5 triệu cũng được. Rồi được. Được giá. Đây thằng nù ở đây nù á, nù. Ủa thằng sao mà nó nù dữ vậy ta? Mình trồng thuốc nhiều ha, sao mà nó nù dữ anh? Mình phải là thuốc đó, cây này nó người ta dạng cây nù hả? Nó người ta cho ăn phân này. Phân chuồng á, phân hữu cơ. Độ đủ ẩm, đủ nắng. Mập quá hả? Chị bôi xong á chị, nếu như nếu mà chị kỹ á chị mua keo á chị cắt hết cắt bôi là mình phải đâm vô chứ. Đâm vô hả? Chị bôi cũng được, em nhà em bôi không à. Đâm chỗ này hay là đâm chín chỗ này không? Chị đâm chỗ này là hư mắt, chị đâm chỗ này. Đâm xích đây phải không? Nè đây người ta đâm này, ta bôi cho mình xẹo nè. Để nó vào kia. Là mới móc vào kia thôi nè. Quá đẹp. Được chiên nguyện được 2, 4, 6 giò. 6 giò.